tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty mua bán và cho thuê xe điện, nắm giữ 90% cổ phần. Ngày 1 tháng 7, Chủ tịch tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng công bố thành lập công ty cổ phần thương mại và dịch vụ FGS vì tương lai xanh For Green Future, hoạt động trong lĩnh vực mua bán và cho thuê ô tô điện. FGS có sứ mệnh gia tăng khả năng tiếp cận ô tô điện cho đông đảo người dân, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, góp phần thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050 của chính phủ. Công ty FGS có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó Chủ tịch Phạm Nhật Vượng nắm giữ 90% cổ phần. FGS hoạt động trong lĩnh vực mua bán các xe ô tô điện VinFast với kinh doanh dịch vụ cho thuê ô tô điện tự lái. Mục tiêu của công ty là trở thành nền tảng giúp phát triển thị trường ô tô điện đã qua sử dụng, mang lại sự yên tâm cho các chủ xe VinFast về giá trị bán lại khi có nhu cầu. Thông qua FGS, người tiêu dùng có thể tăng khả năng tiếp cận và chuyển đổi sang xe điện với giá cả cạnh tranh và chất lượng đảm bảo, góp phần đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi xanh trên toàn quốc. Bên cạnh phạm vi mua bán xe cũ, công ty FGS cũng cung cấp những dịch vụ cho thuê xe điện tự lái, cả xe cũ và xe mới dành cho các tổ chức và cá nhân với chi phí hợp lý. Không chỉ gia tăng trải nghiệm lái và các tính năng thông minh một cách chủ động, dịch vụ cho thuê xe điện còn giúp khách hàng tối ưu chi phí vận chuyển và di chuyển hàng ngày, qua đó dễ dàng quyết định sở hữu phương tiện giao thông xanh, thân thiện với môi trường. Trong giai đoạn đầu, FGS dự kiến sẽ có từ 1.000 đến 2.000 xe cho thuê tự lái, bao gồm tất cả các dòng xe của VinFast hoạt động tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế. Sau khi chính thức vận hành, quy mô đội xe sẽ tiếp tục được gia tăng về số lượng, tiến tới mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn quốc.